Chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu một chút sơ sơ về cái việc mà lãi suất khi mà chúng ta bỏ 14 tỷ vào ngân hàng thì trong 6 tháng thì chúng ta sẽ được lãi là bao nhiêu ha. Thì ở đây thì mình đang tìm hiểu trên báo Morningstar. Thì cái báo này có tổng hợp cái khá là hay, muốn chia sẻ cùng với các bạn. Thì các bạn biết là cái vụ mà của anh Hoài Linh đã để 13-14 tỷ trong tài khoản của mình trong khoảng thời gian 6 tháng, mà gọi là có thể nói là bị quên gửi cho đồng bào ở miền Trung. Thì rất là nhiều người thắc mắc là khi mà bỏ số tiền lớn như vậy trong cái tài khoản ngân hàng thì lãi suất mà anh nhận được trong cái khoảng thời gian 6 tháng đó là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nha. Được biết là sau khi anh Hoài Linh lên tiếng về cái vụ chuyển tiền từ thiện ở đồng bào miền Trung á, bị lũ lụt và bị trễ đến tận 6 tháng mà vẫn còn nằm trong tài khoản của nghệ sĩ, thì anh khẳng định là bản thân là một người luôn làm đúng với lương tâm của mình, và Hoài Linh quyết là không làm mẻ một đồng số tiền mà công chúng đã gọi là đặt cái niềm tin vào anh. Ở đây thì chúng ta thấy là một chiếc điện thoại iPhone ở đây, và có đây những cái giao dịch chuyển khoản nè, của MB Bank nha các bạn. Trước đó thì một số thông tin, một số tài khoản đưa là Vietcombank thì cái đó là không phải, cái đó là giả nha. Chính xác là tài khoản của anh Hoài Linh là của MB Bank. Tuy nhiên thì cái lời giải thích này của anh Hoài Linh thì nó vấp phải khá là nhiều cái sự gọi là không đồng ý, không đồng tình với cái câu trả lời này. Và sau đó thì lại lấn cấn thêm cái việc là lịch diễn cá nhân khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bất bình và không thực sự đồng tình với nam danh hài. Và bên cạnh đó thì nhiều người còn bình luận trái chiều, một trong số đó còn thắc mắc là 14 tuổi thì 6 tháng lại bao nhiêu ha. Đây có một bạn nè, hồi phát cuồng vì tò Edo nè, lại bao nhiêu nha, đúng rồi. Và đây là danh sách 10 ngân hàng lớn ở Việt Nam và tính lãi suất, nó tính cái trang này tính lãi suất sẵn, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn ha. Thì đây đầu tiên chúng ta thấy là Vietcombank với lãi suất là 3,8%, và Vietcombank cũng là cái thằng mà có lãi suất mình thấy trong cái danh sách này nó là thấp nhất. Thì lãi suất thấp nhất của nó là 3,8% một năm, thì trong vòng 6 tháng thì nó vẫn với con số 14 tỷ gửi trong ngân hàng thì nó vẫn có thể lãi đến là 266 triệu, 266 triệu trong 6 tháng. Đây là một con số khá là khủng đối với người thường như chúng ta, còn đối với những nhân vật mà gọi là người của công chúng nổi tiếng như Hoài Linh thì con số này gọi là muỗi thôi. Và MB Bank là cái ngân hàng của Hoài Linh đang sở hữu là 4,54%, tương đương với 317 triệu 800 đồng đó, và Techcombank là 4,2% là 294 triệu, và Aribank là 4% 280 triệu, Sacombank là 5% 350 triệu, và HD Bank là 6,8%. Đây là một trong số những ngân hàng có lãi suất gọi là cao nhất trong danh sách này, 476 triệu trong vòng 6 tháng. Thì đây là một số lãi suất có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. ACB là 4,6%, tương đương với 322 triệu đồng, và BIDV là 4%, tương đương với 280 triệu đồng, và VP Bank là 6,7%, tương đương với 469 triệu đồng, và Vietinbank chỉ 3,7%. Cái này thấp hơn cả Vietcombank nhé các bạn. Vietinbank là thấp nhất với mức là 259 triệu đồng. Như vậy là mình vừa show cho các bạn cái danh sách những ngân hàng và cũng như là lãi suất của các ngân hàng đó, để các bạn nào thắc mắc về cái chuyện là 14 tỷ bỏ trong ngân hàng sẽ được lãi suất bao nhiêu thì các bạn sẽ được giải đáp rồi ha. Thì như tuy nhiên thì cái danh sách này thì nó chỉ mang tính chất gọi là tham khảo đối với tài khoản gửi tiết kiệm cá nhân ha. Còn nếu như Hoài Linh đặt trong tài khoản ngân hàng với tài khoản thuộc diện là thuộc diện khác thì lãi suất cũng theo đó nó sẽ dao động. Thì cái này nó tính theo cái chuyện mà gọi là
gửi theo cái dạng mà tài khoản tiết kiệm á. Còn trong ngân hàng thì nó sẽ có những cái dạng mà gửi tài khoản dạng khác nữa, thì nó rất là nhiều cái tiện ích ở trong ngân hàng rồi. Mình cũng mỗi ngân hàng thì nó có một cái sự khác nhau về mỗi cái loại tài khoản đó. Nói chung là nó cũng gần chính chính xác, nó cũng 70-90% mà các bạn, thì mấy cái kia thì nó có thể lệch hơn một tí hoặc là thấp hơn một tí thôi, nó không không lệch quá nhiều, vì lãi suất các bạn biết lãi suất ngân hàng nó không có cao, thì nó là chừng không phẩy mấy không phẩy mấy thôi chứ không có lệch nhiều ha. Đây nè, đồng thời đưa ra chân tình à cái này nè. Ở đây thì chúng ta có nói về một cái đoạn thế nè, nói về sự chậm trễ thì Nam Danh Hài chia sẻ là Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua anh đã chuẩn bị để đi trao số tiền này cho đồng bào miền Trung sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên và Lai Châu. Vậy là chính xác là anh dự định là gửi cái số tiền này cho đồng bào miền Trung sau cái chuyến lưu diễn của mình ở Điện Biên và Lai Châu ha. Thì ở Điện Biên và Lai Châu là hai chỗ anh đang đi lưu diễn, và cũng như là tại sao mà cư dân mạng đã phát hiện là trong cái thời điểm mà gọi là anh có thể đi lưu diễn nhưng là không có thể đi chuyển tiền cho đồng bào miền Trung, thì đây là cái lời giải thích của anh. Và xong vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lịch, anh dự kiến là đến ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 sẽ tiến hành cái chuyến đi, nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải tiếp tục dời. Cái thời điểm nó cận lúc bây giờ, còn cái thời điểm anh chốt cái số tiền này là rơi vào tháng 11 của năm trước, là năm 2020. Vì thế là cái lời giải thích này nhiều người cho rằng nó không được hợp lý. Và Hoài Linh trước đó cũng nêu rõ ràng là bản thân là một người của công chúng nên phải làm gương, không thể tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến những cái nỗ lực dập dịch của nhà nước. Đồng thời anh cũng là cam đoan là số tiền 14,67 tỷ kia sẽ được dùng vào đúng mục đích của nó và có giấy tờ chứng thực rõ ràng. Bởi vậy thì khi tiến hành trao cái số tiền này thì tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi mà tiếp nhận cái số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai này. Anh Hoài Linh đã giải thích như vậy. Và nhân tiện thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng gọi là từ thiện của đông đảo khán giả và những người yêu mến anh, và hưởng ứng cái lời kêu gọi trên trang cá nhân của mình. Thì thương lắm quý vị ơi, vì nhiều người gửi 8.000, 9.000, số tiền này không lớn, tuy nhiên thì cho thấy cái tấm lòng thiện nguyện chia sẻ với đồng bào miền Trung. Và tôi sẽ đến tận nơi để trao và cũng như là xin lỗi đồng bào miền Trung vì cái sự chậm trễ này, nghệ sĩ Hoài Linh đã bày tỏ. Trước đó thì bà Phương Hằng cũng từng nhiều lần chất vấn Hoài Linh về cái việc mà ông Võ Hoàng Yên cũng có động thái nói đỡ cho Hoài Linh thì sẽ không ăn chặn số tiền 13 tỷ từ thiện do lý do là Hoài Linh sẽ không cần số tiền đó. Thì đây cũng là một số trong những cái lý do chung mà mọi người đều nghĩ anh sẽ không có đụng chạm gì số tiền này, vì thực sự là 13 tỷ đối với Hoài Linh và đối với cái sự nghiệp 30 năm của anh thì nó không là gì cả. Cả khi mà bà Phương Hằng khẳng định đối với Hoài Linh thì 13 tỷ nó là cục rỉ mũi thôi các bạn. Đó, nhà thờ anh còn xây cả 100 tỷ mà, huống chi là lấy cái 13 tỷ này. Đó, tuy nhiên thì dư luận vẫn có một sự nghi ngờ nhất định khi mà công kích anh thì ngày càng nhiều. Còn cái việc mà còn cái việc mà anh giải đáp những cái thắc mắc cho khán giả thì có hạn, thì hiện tại anh chỉ trả lời có một cái video duy nhất để giải thích là số tiền vẫn còn trong tài khoản, và nó thực sự nó không đủ xoa dịu những cái sự nghi ngờ với anh. Thì video này kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau.